Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên xin phép được giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Tôi tên là Lê Huy Quốc, hiện đang giữ vị trí Event Director của Metan Việt Nam, một công ty tổ chức sự kiện hàng đầu với gần 25 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện và các chương trình activation cho các nhãn hàng trong và ngoài nước. Và ngày hôm nay tôi có mặt trong series định hướng về nghề event và activation, sẽ cùng bạn chia sẻ những cái câu hỏi của các bạn, những thắc mắc và những cái băn khoăn liệu rằng cái công việc trở thành một cái nhà tổ chức sự kiện và activation có thật sự là một công việc như bao nhiêu người luôn luôn nói về nó như là một cái nghề hiện thời đang rất là hot trên thị trường, và có rất là nhiều những cái cơ hội được gặp gỡ với những cái thần tượng, những người nổi tiếng, được làm việc với những người rất là chuyên nghiệp và có cơ hội được đi đây đi đó và có những cái thu nhập rất là khủng. Vậy thì nhận định nào thật sự đúng về cái công việc là một cái nhà tổ chức sự kiện và activation đây? Thì thông qua 4 tập phim chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Vậy thì để trở thành một cái event và activation organizer thì chúng ta nên có những cái định hướng gì cho cái nghề nghiệp tương lai này? Trước khi chúng ta bắt đầu vào tập đầu tiên với tên gọi là nghề event và activation, nghề dễ vào nhưng là khó trụ, thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đôi nét về tình hình của cái ngành nghề này trên thị trường Việt Nam. Như các bạn cũng biết thì trong 10 năm trở lại đây thì do cái sự bùng nổ và phát triển của mạng xã hội cũng như là Internet, việc các cái số lượng của các cái event và các cái chương trình activation đã đẩy mạnh rất là nhiều, đồng thời sự bùng phát của rất là nhiều nhãn hàng từ nước ngoài họ tham gia vào thị trường Việt Nam đã tạo nên một cái cuộc đua tranh của các cái nhãn hàng trong và ngoài nước nhằm tạo được cái uy tín cũng như là những cái sự ảnh hưởng của mình lên người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Và chính do lý do đó thì có rất là nhiều cái chương trình sự kiện và các hoạt động activation đã diễn ra với quy mô rất là rầm rộ trong thời gian gần đây, dẫn theo là cái nguồn cầu về cái lao động trong cái lĩnh vực event và activation cũng tăng theo. Và đó cũng chính là cơ hội dành cho các bạn trẻ mong muốn được thử sức trong một cái lĩnh vực hết sức là năng động, đó chính là Event và Activation Organizer. Vậy thì để trả lời cho cái quan điểm tại sao tôi đã nói đây là một cái công việc dễ vào nhưng khó trụ, là bởi vì ngay từ khi bắt đầu, những công việc của một cái Event và Activation Organizer, nếu như các bạn thật sự chưa bao giờ qua một cái trường lớp thì các bạn vẫn có thể làm được. Bởi vì nếu như xét về công việc là chạy trên hiện trường, chỉ cần hướng dẫn những cái lớp training ngắn hạn thì các bạn đã có thể cùng phối hợp và chạy một cái event với những cái anh chị đã có kinh nghiệm làm việc rất là lâu năm trong ngành rồi. Vì vậy, nếu các bạn chỉ cần lanh lẹ, có sức khỏe và các bạn có ý chí là các bạn đã có thể nộp đơn vào bất cứ một công ty nào mà không cần có một cái bằng cấp cụ thể nào cả. Nhưng để trở thành một người kỳ cựu trong lĩnh vực event và activation thì đòi hỏi không chỉ có việc là các bạn chạy trên hiện trường. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trên thực tế, điều hành một cái sự kiện hoặc là một chương trình activation không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta có mặt tại hiện trường, chúng ta có mặt ở tại cái nơi diễn ra cái sự kiện và chúng ta chỉ chạy nó, mà hầu như 80% tổng thời gian của một sự kiện và một chương trình activation sẽ là chuỗi giai đoạn các bạn đi trình bày ý tưởng, lên kế hoạch ý tưởng và bán ý tưởng của mình, và đồng thời phải làm sao có thể thuyết phục được khách hàng có thể sử dụng những cái biện pháp, những cái giải pháp do mình đưa ra, và làm sao để đảm bảo được cái chi phí của công ty sự kiện, cũng như là có thể giải quyết được bài toán về ngân sách tổ chức sự kiện cho khách hàng mà vẫn đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng. Đó mới chính là công việc thật sự của một cái nhà tổ chức sự kiện và activation chuyên nghiệp. Ngoài ra, tại sao lại là một công việc tôi gọi nó là khó trụ? Bởi vì ngoài việc là bạn phải học cách để có thể thích ứng được với môi trường luôn luôn thay đổi, do là cái mỗi một cái sự kiện sẽ có những cái tính chất khác nhau, mỗi khách hàng sẽ có những đòi hỏi khác nhau, và chúng ta sẽ làm việc với rất là nhiều con người khác nhau, và gần như là chúng ta chỉ làm việc với con người chứ không có làm việc nhiều với máy móc hay là các cái công nghệ hiện đại theo kiểu là về mặt kỹ thuật, mà chủ yếu là chúng ta sẽ làm việc với những cái người điều hành và vận hành của các cái đơn vị cung cấp và chính đồng nghiệp của chúng ta, những người trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và activation. Bởi vì công việc tổ chức sự kiện là một công việc đòi hỏi tính teamwork rất là cao, và teamwork ở đây có nghĩa là tất cả mọi người sẽ cùng nhau tìm ra một cái giải pháp chung, và chúng ta phải biết lắng nghe
những cái đề xuất của những người khác và làm sao để có thể cùng dung hòa với những ý kiến đó và có thể đáp ứng được những cái đòi hỏi và nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, người tổ chức sự kiện và activation phải chịu được những cái áp lực về mặt deadline và timeline của những cái dự án mình đang theo. Và cùng một lúc các bạn phải cùng chạy được rất là nhiều dự án và chịu những cái áp lực từ phía chính cái cuộc sống cá nhân của mình. Khi các bạn làm việc tại môi trường event và activation thì sức khỏe là một cái điều rất là quan trọng. Các bạn phải biết tự điều tiết bản thân mình, biết tự quan tâm và chăm sóc bản thân để có thể đảm bảo được các cái deadline của khách hàng và deadline của cái dự án mà chúng ta đang chạy. Bởi vì khi các bạn cũng biết là khi chạy một cái chương trình sự kiện và activation thì sẽ không có thời gian để ngơi nghỉ giữa các dự án, và hầu như chúng ta sẽ không có những cái thời gian được thảnh thơi để có thể thư giãn, mà chúng ta phải rất là sát sao với cái công việc mà chúng ta được giao. Bởi vì cái thời hạn và cái thời gian, cái deadline mà chúng ta được giao ra cho tới thời điểm mà tổ chức cái sự kiện và chương trình activation hầu như rất là chặt. Vì vậy đòi hỏi các bạn phải có một cái sức khỏe tốt, và các bạn phải luôn luôn biết tự giữ gìn sức khỏe của bản thân mình ngay cả ở trong môi trường công việc. Bởi vì sẽ có những dự án các bạn sẽ phải thức 2-3 đêm liền, hoặc bạn có thể bị thay đổi về giờ giấc sinh học, chẳng hạn bạn phải thức đêm làm ngày liên tục, hoặc là bạn phải có thời gian di chuyển của bạn liên tục trên xe. Đây cũng chính là một trong những cái giới hạn dành cho các bạn có sức khỏe kém. Và trong suốt gần 15 năm trong nghề thì hầu như số lượng người trụ lại và tồn tại được trong cái nghề tổ chức sự kiện activation thì tôi có thể đi tới bất cứ đâu tôi cũng thể gặp được người quen, bởi vì cái số lượng đó không có nhiều, mặc dù một năm có thể số lượng đầu vào của những công ty sự kiện sẽ lên tới con số cả 100 người, nhưng để tồn tại qua năm thứ 3 tới năm thứ 5 hầu như số lượng chỉ còn lại khoảng 2-30 người. Có thể là các bạn sẽ chuyển thành những cái công việc nó đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, hoặc các bạn sẽ chọn lựa con đường trở thành freelancer, chỉ chạy những cái mảng nhất định ở những event nhất định. Trong tương lai gần, các sự kiện và các chương trình activation sẽ ngày một khó hơn, với những đòi hỏi ngày càng cao hơn, với tính chuyên môn cao hơn và quy mô lớn hơn. Đòi hỏi chính những người tổ chức sự kiện và activation cũng phải tự nâng cấp chính mình và có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của bên phía khách hàng, là những nhãn hàng mong muốn lựa chọn những cái nhà tổ chức sự kiện và activation thật sự là chuyên nghiệp để giúp họ có thể đạt được cái mục tiêu trong chiến lược kinh doanh cũng như mang lại những cái giá trị cho nhãn hàng của họ. Hy vọng các bạn đã có được những thông tin thật sự hữu ích. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.